Thanh Khang xin kính chào quý khán giả đã theo dõi chương trình thời sự 360 trên kênh của World Star TV. Bây giờ là 3 giờ chiều California, 6 giờ chiều thứ năm ngày 9 tháng 2 miền Đông Hoa Kỳ, cũng là 6 giờ sáng tại Việt Nam thứ sáu ngày 10 tháng 2. Bồn Star TV chủ trương mang đến khán giả những tin tức cập nhật khách quan, trung thực, đa chiều về các vấn đề thời sự từ Hoa Kỳ, quốc tế và Việt Nam. Ngay bây giờ, Thanh Khang xin gửi tới quý vị những nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay. Mỹ triệu tập 150 đặc phái viên của 40 nước báo cáo về vụ kinh khí cầu Trung Quốc. Trung Quốc chỉ trích ông Biden bình luận vô trách nhiệm về ông Tập. Ông Zelensky kết thúc chuyến công du châu Âu với chuyến thăm hội nghị thượng đỉnh EU. Kim Jong-un khoe con gái tên lửa tại duyệt binh Triều Tiên. Australia sẽ loại bỏ camera Trung Quốc ở tòa nhà chính quyền. Quan điểm của Việt Nam trong vụ khinh khí cầu gián điệp của Trung Quốc công khai tuyển dụng trên Facebook để lừa người qua Campuchia trái phép. CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng bất ngờ tiết lộ thành công của ChatGPT là nhờ một người Việt Nam. Động thái mới của Tesla sẵn sàng hy sinh lợi nhuận để bán hạ giá, dìm đối thủ tới chết. Kính chào quý khách của văn phòng Angela. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến các bạn các dịch vụ của văn phòng công ty chúng tôi là DMV, sang tên xe, bảo hiểm, dịch thuật, các dịch vụ pháp lý và đầu tư. Với phương châm phục vụ uy tín, tận tâm và giá cả phải chăng, chúng tôi cam kết rằng dịch vụ của chúng tôi sẽ đem lại sự thỏa mãn cho quý khách. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của văn phòng Angelay. Mỹ triệu tập 150 đặc phái viên của 40 nước báo cáo về vụ khinh khí cầu Trung Quốc. Một quan chức chính quyền cấp cao kim nhà ngoại giao cho biết, hôm thứ Ba ngày 7 tháng 2, Hoa Kỳ đã triệu tập các nhà ngoại giao từ 40 quốc gia có trụ sở tại Washington và Bắc Kinh để báo cáo về vụ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc đi vào không phận Hoa Kỳ cuối tháng 1. Quan chức này cho biết hôm thứ Hai ngày 6 tháng 2, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman đã thông báo cho gần 150 nhà ngoại giao nước ngoài tại các đại sứ quán từ 40 quốc gia. Trong khi đó, tại Bắc Kinh, đại sứ quán Hoa Kỳ đã triệu tập các đặc phái viên nước ngoài vào thứ Hai và thứ Ba, trình bày kết quả điều tra của Hoa Kỳ về khinh khí cầu do thám của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin càng nhiều càng tốt với các quốc gia trên thế giới, nhưng nước này cũng có thể dễ bị ảnh hưởng trước hành động này, vị quan chức cấp cao cho biết. Washington Post tờ báo đầu tiên đưa tin về cuộc họp ngắn của thứ trưởng Sherman cũng đã trích dẫn lời của quan chức Hoa Kỳ nói rằng các khinh khí cầu do thám có liên quan đến các nỗ lực do thám quân sự rộng lớn của Trung Quốc tập trung vào đảo Hải Nam. Mặc dù các nhà phân tích chưa biết quy mô của hạm đội khinh khí cầu của Trung Quốc, nhưng các quan chức Mỹ cho biết kể từ năm 2018, hạm đội này đã thực hiện hàng chục nhiệm vụ trên cả năm châu lục, trong đó có một số mục tiêu nhắm vào Nhật Bản, Ấn Độ, Việt Nam, Đài Loan và Philippines. Washington Post đưa tin rằng hoạt động quân sự lần này có sự tham gia của công nghệ từ một số công ty tư nhân Trung Quốc, một phần trong chiến lược kết hợp quân sự dân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào hôm 28 tháng 1, lần đầu tiên khinh khí cầu do thám Trung Quốc vào không phận của Alaska. Nó đã băng qua phía bắc quần đảo Aleutian, quay trở lại Alaska rồi tiếp tục băng qua Canada và đi qua phía bắc của Idaho, Hoa Kỳ vào tuần trước. Vào ngày thứ Năm tuần trước mùng 2 tháng 2, NBC News đã báo cáo rằng Lầu Năm Góc đang theo dõi khinh khí cầu này trên không phận bang Montana của nước này. Hôm thứ Bảy ngày 4 tháng 2, sau khi khinh khí cầu do thám của Trung Quốc nán lại không phận Hoa Kỳ trong vòng một tuần, một máy bay chiến đấu của lực lượng không quân Hoa Kỳ đã bắn hạ nó ngoài khơi bờ biển Nam Carolina. Vị quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết thêm rằng Bộ Ngoại giao cũng đã gửi thông tin về sự cố khinh khí cầu do thám của Trung Quốc tới các cơ quan đại diện của Mỹ trên khắp thế giới để chia sẻ với các đồng minh và đối tác. Khi được hỏi rằng liệu Đài Loan có được các quan chức Hoa Kỳ thông báo tóm tắt hay không, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã cho biết trong một tuyên bố với Reuters: "Chúng tôi vẫn luôn liên hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ và tiếp tục trao đổi quan điểm về các tương tác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc." Trong một cuộc họp tại Bắc Kinh, các quan chức Hoa Kỳ đã cung cấp thông tin chứng minh khinh khí cầu này không phải là khinh khí cầu nghiên cứu thời tiết mà Trung Quốc đã nói, mà là khinh khí cầu được sử dụng cho hoạt động gián điệp, các nhà ngoại giao tham gia thảo luận cho biết. Washington cho biết khinh khí cầu do quân đội Trung Quốc kiểm soát. Các nhà ngoại giao ở Bắc Kinh cũng đã cho biết họ được Đại sứ quán Hoa Kỳ thông báo rằng các tấm pin mặt trời trên khinh khí cầu đồng nghĩa với việc nó cần nhiều năng lượng hơn là khinh khí cầu thời tiết và đường bay của nó không phù hợp với hướng gió tự nhiên. Nhưng quan chức Mỹ cho biết khinh khí cầu này cũng được trang bị bánh lái và chân vịt. Một nhà ngoại giao quốc phòng châu Á có trụ sở tại Bắc Kinh đã nói với Reuters. Theo thông báo của Hoa Kỳ, sự hiểu biết của chúng tôi về khinh khí cầu này và việc Trung Quốc từ chối nêu tên công ty hoặc tổ chức sở hữu khinh khí cầu khiến chúng tôi khó có thể tin rằng đây là một khinh khí cầu thời tiết dân sự. Thông điệp trên tương tự với những gì mà Lầu Năm Góc đã chia sẻ với các phóng viên từ cuối tuần qua rằng những khinh khí cầu này là một phần của hàm đội Trung Quốc và vi phạm chủ quyền của các quốc gia khác. Trong một bài phát biểu về tình trạng liên bang vào tối thứ Ba ngày 7 tháng 2, Tổng thống Biden cho biết Hoa Kỳ muốn tìm kiếm sự cạnh tranh chứ không phải xung đột với Trung Quốc. Nói một cách rõ ràng, thì chiến thắng trong cuộc đua với Trung Quốc sẽ đoàn kết tất cả chúng ta. Chúng ta phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trên toàn thế giới. Nếu Trung Quốc đe dọa chủ quyền của chúng tôi, chúng tôi sẽ hành động để bảo vệ đất nước của mình, Tổng thống Mỹ đã cảnh báo. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning đã đáp lại những tuyên bố của ông trong cuộc họp báo hàng ngày vào hôm thứ Tư, cáo buộc Hoa Kỳ đang cố gắng bôi nhọ Trung Quốc. Hôm thứ Hai ngày 6 tháng 2, Reuters đưa tin rằng các nhà nghiên cứu quân sự Trung Quốc đã lập luận trong một bài báo được công bố gần đây rằng kinh khí cầu nên được phát triển và triển khai hơn nữa trong một loạt các nhiệm vụ. Theo các quan chức Hoa Kỳ, các nhà phân tích tình báo Hoa Kỳ đã có thể sử dụng công nghệ mới để theo dõi các tín hiệu có thể có từ các khinh khí cầu. Trong một số trường hợp, quân đội và cộng đồng tình báo có thể sẽ nói rằng các tín hiệu này bắt nguồn từ quốc gia cụ thể nào, gồm cả Trung Quốc. Trung Quốc chỉ trích ông Biden bình luận vô trách nhiệm về ông Tập Trung Quốc chỉ trích ông Biden bình luận cực kỳ vô trách nhiệm sau khi Tổng thống Mỹ nói ông Tập Cận Bình đối mặt với những vấn đề lớn. Chúng tôi rất không hài lòng, kiểu lời lẽ này của Mỹ là cực kỳ vô trách nhiệm và đi ngược lại nghi thức ngoại giao cơ bản. Trung Quốc kiên quyết phản đối. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm nay. Phản ứng của Trung Quốc được đưa ra sau cuộc phỏng vấn ngày 8 tháng 2 của Tổng thống Mỹ Joe Biden với PPS – New York. Trong đó, ông Biden nói rằng Bắc Kinh có ít phương án đối đầu với Washington vì cần bảo vệ thương mại quốc tế và bản thân ông Tập đang ở vị thế khó khăn. Ông ấy đối mặt những vấn đề rất lớn. Tổng thống Biden nói ông ấy đang lãnh đạo một nền kinh tế vận hành không tốt lắm. Ông Biden đã gặp ông Tập vào tháng 11 năm ngoái bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, đánh dấu cuộc gặp đầu tiên giữa hai lãnh đạo từ khi tổng thống Mỹ nhậm chức ông Biden thường xuyên mô tả mối quan hệ Mỹ-Trung là quan trọng nhất trên thế giới. Cuộc gặp ở Bali giúp quan hệ Mỹ-Trung ấm lên trong thời gian ngắn, song đã căng thẳng trở lại sau khi Mỹ bắn hạ khí cầu Trung Quốc tuần trước. Mỹ cho rằng đây là khí cầu được thiết kế cho hoạt động do thám, trong khi Trung Quốc phủ nhận, nói đó là thiết bị nghiên cứu khí tượng bị gió thổi đi lạc. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuần trước hủy chuyến thăm Bắc Kinh vào phút chót do sự cố khí cầu. Trong cuộc phỏng vấn với PBS New York, ông Biden bảo vệ quyết định bắn hạ khí cầu và nhấn mạnh Mỹ không tìm kiếm xung đột với Trung Quốc. Ông Zelensky kết thúc chuyến công du châu Âu với chuyến thăm hội nghị thượng đỉnh EU. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang kết thúc chuyến công du chấp nhoán với những người ủng hộ chính ở châu Âu của ông. Ông lên đường về nước với rất nhiều thiện chí, hứa hẹn viện trợ quân sự nhiều hơn và cùng với đó là huy chương danh dự cao quý nhất của Pháp. Zelensky đã đến cơ quan lập pháp của Liên minh châu Âu tại Bruxelles vào thứ Năm và được đón chào trọng thể. 27 nhà lãnh đạo của khối hy vọng sẽ gây ấn tượng với Tổng thống rằng khối hùng mạnh này kiên định ủng hộ Ukraine đang bị bao vây vì lo ngại Nga sẽ thực hiện các động thái cho một cuộc tấn công mới vào khoảng ngày 24 tháng 2 để kỷ niệm cho một năm cuộc chiến. Bay từ Paris đến cùng với Tổng thống Emmanuel Macron, người đã vinh danh ông với huân chương bắt đầu bội tinh của Pháp, Zelensky sẽ bước lên từ nửa tá bài phát biểu qua video về các nhà lãnh đạo EU trong năm qua để sử dụng hào quang ấn tượng và kỹ năng hùng biện của mình, trực tiếp để đảm bảo rằng không có gì cản trở sự ủng hộ vững chắc của châu Âu. Liên minh châu Âu sẽ sát cánh cùng Ukraine với sự hỗ trợ kiên định cho đến chừng nào còn cần thiết. Bản dự thảo mới nhất về kết luận của hội nghị thượng đỉnh mà hãng thông tấn AP đã xem được cho biết, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, khối sẽ gửi cho Zelensky tín hiệu về sự thống nhất và đoàn kết, đồng thời có thể cho thấy rằng chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong việc bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn của nước này chừng nào điều này còn cần thiết. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho biết Chúng tôi cầu xin rằng mọi người sẽ làm những gì họ có thể, giá sẽ tăng lên với mọi sự chậm trễ. Nhu cầu đó đặc biệt cấp bách vào thứ Năm, một tổ chức cố vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ đã báo cáo rằng các lực lượng Nga đã giành lại lợi thế chủ động ở Ukraine và đã bắt đầu cuộc tấn công lớn tiếp theo. Ở phía đông, khu vực Luhansk bị chiếm đóng phần lớn. Viện nghiên cứu chiến tranh cho biết trong báo cáo gần đây nhất, các nguồn tin của Nga đang báo cáo rộng rãi rằng quân đội Nga thông thường đang tấn công vào các tuyến phòng thủ của Ukraine và đạt được những tiến bộ nhỏ. Zelensky sẽ sử dụng trụ sở của nghị viện châu Âu để đưa ra quan điểm của mình cho một phiên họp toàn thể, hy vọng sẽ phù hợp với bài phát biểu hôm thứ tư trước cơ quan lập pháp của Anh khi ông đang cảm ơn quốc gia này vì sự hỗ trợ không ngừng của họ. Sự hỗ trợ tương tự đã đến từ phía EU, khối này và các quốc gia thành viên đã hỗ trợ Kiev với khoản viện trợ khoảng 50 tỷ euro, cung cấp khí tài quân sự và áp đặt chín gói trừng phạt đối với Điện Kremlin. Sau những lời trang trọng tại quốc hội, Zelensky sẽ di chuyển đến tòa nhà Europa, hình chiếc bình để có buổi làm việc với 27 nhà lãnh đạo. Văn phòng của Macron đã xác nhận khối này sẽ nhắc lại sự ủng hộ vững chắc của người châu Âu đối với Ukraine và người dân Ukraine. EU hiện tại đang làm trung gian cho một gói trừng phạt mới có trị giá khoảng 10 tỷ euro trước kỷ niệm một năm ngày 24 tháng 2 của cuộc chiến, và sẽ vẫn còn nhiều cơ hội để xuất khẩu thêm khí tài quân sự sang Ukraine. Khi một cuộc tiến công mùa xuân của Nga đang được dự kiến, một chủ đề không nằm trong chương trình nghị sự của Anh nhưng sẽ có ở Bruxelles là mong muốn của Ukraine trở thành thành viên của Liên minh Châu Âu càng sớm càng tốt. Chuyến thăm cấp cao tới trụ sở EU chỉ có thể được tăng thêm thiện chí giúp đất nước của ông trên con đường đàm phán gia nhập. Ukraine đang nói về việc gia nhập EU trong vài năm tới, trong khi thực tế cho thấy có thể mất hàng thập kỷ trước khi các thành viên có nguyện vọng được coi là phù hợp để gia nhập. Zelensky cho biết rằng EU đôi khi di chuyển với tốc độ của ốc trong khi bản thân ông phải nhanh như chớp để ngăn chặn chiến thắng sớm của Nga và thiết lập hệ thống phòng thủ cho quốc gia rộng lớn của mình mà một năm trước rất ít người cho là có thể thực hiện được. Giờ đây sau giao dự ban đầu, các quốc gia EU cuối cùng cũng bắt đầu tăng cường đóng góp quân sự. Đức, Đan Mạch và Hà Lan hôm thứ Ba đã thông báo rằng họ có kế hoạch cung cấp cho Ukraine ít nhất 100 xe tăng chiến đấu Leopard 1 do Đức sản xuất đã được tân trang lại trong những tháng tới. Thông báo này được đưa ra sau khi Đức đồng ý vào tháng trước cho phép chuyển giao xe tăng Leopard 2 hiện đại hơn cho Ukraine. Ngoài các quan chức hàng đầu của EU như người tổ chức hội nghị thượng đỉnh Charles Michael và chủ tịch ủy ban, Zelensky nên dành thêm thời gian cho các cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo để gây áp lực cho nhiều vũ khí hơn, từ đạn dược đến máy bay chiến đấu. Kim Jong-un khoe con gái tên lửa tại duyệt binh Triều Tiên Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un và cô con gái nhỏ chiếm vị trí trung tâm trong một cuộc duyệt binh hoành tráng, làm dấy lên tin đồn đoán rằng cô bé đang được chuẩn bị làm lãnh đạo tương lai của đất nước. Trong khi cha cô khoe chiếc máy bay mới nhất, lớn nhất của ông có chứa tên lửa hạt nhân. Cuộc duyệt binh tối thứ tư tại thủ đô Bình Nhưỡng giới thiệu phần cứng mới nhất trong kho vũ khí hạt nhân đang phát triển của Kim bao gồm những gì các chuyên gia cho biết có thể là một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn mới mà ông có thể thử nghiệm trong những tháng tới. Tên lửa đó là một phần của khoảng một chục ICBM mà quân đội của Kim đã triển khai tại sự kiện này. Một con số chưa từng có cho thấy cách ông tiếp tục mở rộng khả năng quân sự của mình, bất chấp nguồn lực hạn chế trước căng thẳng ngày càng sâu sắc với các nước láng giềng và Hoa Kỳ. Cuộc diễu hành là lần xuất hiện thứ năm trước công chúng của con gái Kim, Kim Joo-ae, đứa con thứ hai của ông, được cho là khoảng 10 tuổi. Hôm thứ Ba, Kim Jong-un đã đưa con gái đến thăm quân đội khi ông ca ngợi sức mạnh không thể cưỡng lại của quân đội được trang bị vũ khí hạt nhân của mình. Truyền thông nhà nước đã đưa tin về vai trò cao cả của Kim Jue. Cô ấy được gọi là được kính trọng và được yêu quý. Và một bức ảnh được công bố hôm thứ Tư cho thấy cô ấy ngồi ở ghế danh dự trong một bữa tiệc. Hai bên là các tướng lĩnh và cha mẹ của cô ấy. Những bức ảnh của Triều Tiên được công bố hôm thứ Năm cho thấy ông Kim mặc áo khoác đen và đội mũ phớt. Tham dự cuộc duyệt binh cùng vợ và con gái, Kim mỉm cười và giơ tay từ ban công khi hàng nghìn binh sĩ xếp hàng tại quảng trường Kim Nhật Thành được chiếu sáng rực rỡ, được đặt theo tên của ông nội ông, người sáng lập quốc gia. Cuộc duyệt binh đánh dấu lễ kỷ niệm 75 năm thành lập quân đội Triều Tiên và diễn ra sau nhiều tuần chuẩn bị với sự tham gia của một số lượng lớn binh lính và thường dân được huy động để tôn vinh sự cai trị của Kim và nỗ lực không ngừng của ông nhằm củng cố vị thế cường quốc hạt nhân của Triều Tiên. Các bức ảnh truyền thông nhà nước cho thấy, các xe tải vận chuyển và bệ phóng chở khoảng 10 ICBM hwasong 17 của nước này, cho thấy tầm bắn cho phép chúng tiếp cận sâu vào đất liền của Hoa Kỳ trong một chuyến bay thử nghiệm vào tháng 11. Những quả tên lửa đó được theo sau bởi một quả tên lửa lớn khác được bọc trong hộp và vận chuyển trên một chiếc xe chín trục. Hiện chưa rõ tên lửa này là mô hình hay tên lửa thật, nhưng Kim Dong-yup, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, cho biết tên lửa này có khả năng là một phiên bản của ICBM nhiên liệu rắn mà Triều Tiên từng sử dụng, cố gắng phát triển trong nhiều năm. Ông nói thêm rằng số lượng lớn chưa từng có Hoang Song 17 được diễu hành trong sự kiện hôm thứ Tư, cho thấy có tiến bộ trong nỗ lực sản xuất loại vũ khí này với số lượng lớn hơn. Các báo cáo của phương tiện truyền thông nhà nước đã không ngay lập tức đề cập đến việc Kim Jong-un có bài phát biểu trong sự kiện này hay không. Cuộc duyệt binh diễn ra sau khi ông Kim gặp gỡ các tướng quân đội hàng đầu của mình vào thứ Hai và ra lệnh mở rộng các cuộc tập trận chiến đấu khi ông tiếp tục leo thang một cuộc biểu tình vũ khí vốn đã khiêu khích trước căng thẳng ngày càng sâu sắc với các nước láng giềng và Washington. Liv Eric Eastley, giáo sư nghiên cứu quốc tế tại Đại học Ewha Womans ở Seoul, cho biết lần này Kim Jong-un đã để các lực lượng tên lửa chiến thuật và tầm xa đang mở rộng của Triều Tiên tự nói lên điều đó. Thông điệp mà Bình Nhưỡng muốn gửi đi quốc tế thể hiện khả năng gian đe và cưỡng ép có thể sẽ đến dưới hình thức thử tên lửa nhiên liệu rắn và cho nổ một thiết bị hạt nhân thu nhỏ. Ông nói, đề cập đến đánh giá của Mỹ và Hàn Quốc rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ tháng 9 năm 2017. Hãng thông tấn trung ương chính thức của Triều Tiên xác nhận rằng cuộc diễu hành có nhiều loại vũ khí có khả năng hạt nhân, bao gồm cả vũ khí hạt nhân chiến thuật nhắm vào Hàn Quốc. Cơ quan này mô tả ICBM là vũ khí quan trọng, hỗ trợ cho lập trường nước-for-nước, và đối đầu toàn diện để đối đầu toàn diện của Triều Tiên chống lại kẻ thù của mình. Lee Song Jun, người phát ngôn của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, cho biết trong một cuộc họp ngắn rằng quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang phân tích chặt chẽ các bức ảnh và báo cáo của Triều Tiên để đánh giá vũ khí. Triều Tiên sắp trải qua một năm kỷ lục về thử nghiệm vũ khí và hàng chục tên lửa mà nước này đã phóng vào năm 2022, bao gồm các hệ thống có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được thiết kế để tấn công các mục tiêu ở Hàn Quốc và lục địa Hoa Kỳ Hoạt động thử nghiệm tăng cường được nhấn mạnh bởi các tuyên bố gay gắt và một đạo luật mới đe dọa tấn công hạt nhân phủ đầu chống lại các nước láng giềng và Hoa Kỳ trong một loạt các tình huống. Australia sẽ loại bỏ camera Trung Quốc ở tòa nhà chính quyền. Chính phủ Australia cam kết loại bỏ các camera an ninh do Trung Quốc sản xuất tại các tòa nhà chính quyền trên cả nước do nguy cơ an ninh. Bộ trưởng An ninh mạng Australia James Basterson hôm nay nói rằng Kết quả kiểm tra cho thấy hơn 900 camera an ninh do các công ty Trung Quốc Hikvision và Dahua chế tạo được lắp đặt tại 250 tòa nhà chính quyền. Ông Patterson kêu gọi chính phủ khẩn trương đưa ra kế hoạch loại bỏ tất cả camera này. Patterson cũng đã bày tỏ lo ngại có thể camera của Hikvision và Dahua bên trong tòa nhà Quốc hội Đài tưởng niệm chiến tranh quốc gia ở Canberra hôm 8 tháng 2 đã thông báo dỡ bỏ một số camera an ninh do Trung Quốc sản xuất trong khuôn viên vì lo ngại về hoạt động gián điệp. Chính quyền liên bang sau đó cam kết loại bỏ các camera an ninh do Trung Quốc sản xuất tại các tòa nhà chính quyền, thừa nhận có vấn đề an ninh tiềm ẩn cần được giải quyết. Bộ trưởng Quốc phòng Richard Mouse cho biết sẽ kiểm tra camera an ninh được lắp đặt ở những văn phòng thuộc bộ này chúng tôi đang đánh giá tất cả công nghệ giám sát trong bộ quốc phòng và nếu phát hiện ra những camera đó sẽ bị loại bỏ ông mars nói chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề này mỹ và anh đã cấm những sản phẩm này tại các văn phòng chính quyền ủy ban truyền thông liên bang mỹ đã cảnh báo nguy cơ không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia do nguy cơ gián điệp và phần mềm gián điệp cả hai quốc gia này đều bày tỏ lo ngại các công ty trung quốc có thể bị buộc phải chia sẻ thông tin do các camera thu thập được với các cơ quan an ninh của bắc kinh phản hồi về động thái của australia bắc kinh hôm nay đã kêu gọi canberra đối xử công bằng chính đáng với doanh nghiệp của trung quốc tại australia họ cáo buộc canberra đang lạm dụng sức mạnh quốc gia để phân biệt đối xử đàn áp doanh nghiệp trung quốc hack vision cho biết hoàn toàn sai khi coi công ty là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia australia khẳng định camera của họ tuân thủ tất cả các luật quy định của australia và tuân theo yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt dahua chưa đưa ra bình luận Australia và Trung Quốc đang tìm cách hàn gắn quan hệ ngoại giao đang bị tổn hại, một phần do quy định năm 2018 của Úc về việc cấm Huawei tham gia mạng 5G của nước này. Quan hệ song phương tiếp tục tồi tệ sau khi Australia kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của COVID-19. Trung Quốc đã đáp trả bằng cách áp thuế quan đối với một số mặt hàng của Australia. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết ông không tin việc loại bỏ các camera sẽ ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Chúng tôi hành động minh bạch, phù hợp với lợi ích quốc gia, ông nói. Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự 360 trên kênh Phố Quân TV, cập nhật thông tin khách quan đa chiều từ trong nước tới quốc tế. Thời gian gần đây, chúng tôi đang nỗ lực cập nhật thông tin nhanh và chính xác nhất đến quý khán thính giả. Hãy cho chúng tôi biết những ý kiến của quý vị và cách viết lại trong phần bình luận dưới video. Đừng rời khỏi màn hình vì chúng tôi sẽ trở lại với những thông tin hấp dẫn ở phần tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin thương mại. Gửi gấm qua từng thế hệ cùng dầu dỗ xanh con ó. Eastland Food 301 621 8140 301 621 8140 Quan điểm của Việt Nam trong vụ khinh khí cầu gián điệp của Trung Quốc Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 9 tháng 2 ở Hà Nội, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt trả lời báo giới về quan điểm của Việt Nam trong vụ khinh khí cầu Trung Quốc đi lạc sang không phận Mỹ và một số nước khác. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết trong vụ việc khinh khí cầu Trung Quốc bay sang Mỹ, Việt Nam mong muốn hai nước giải quyết bất đồng bằng đối thoại trên cơ sở hiến dương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và hợp tác trên khu vực và trên thế giới. Ông Việt cũng cho biết tới nay chưa nhận được bất cứ thông tin nào của các cơ quan liên quan báo chí hay người dân về việc có khinh khí cầu lạ trên lãnh thổ Việt Nam. Ông Đoàn khắc Việt cho rằng khinh khí cầu rất to và có thể quan sát bằng mắt thường nên nếu có thì đã phát hiện. Ngoài ra, ông Đoàn khắc Việt cũng khẳng định Việt Nam luôn đảm bảo an toàn cho vùng trời, vùng biển và lãnh thổ Việt Nam. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời quan chức cấp cao Mỹ và các nhà ngoại giao cho biết, Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ngày 6 tháng 2 thông báo cho gần 150 nhà ngoại giao nước ngoài tại 40 đại sứ quán ở Mỹ về vụ khinh khí cầu Trung Quốc bay vào lãnh thổ Mỹ. Tuần trước, khinh khí cầu Trung Quốc xuất hiện trên bầu trời của Mỹ, bay qua các địa điểm quân sự của nước này. Washington cho rằng nó xâm phạm chủ quyền của Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hủy chuyến thăm Bắc Kinh được kỳ vọng sẽ hàn gắn mối quan hệ dạn nứt giữa hai bên. Máy bay chiến đấu của không quân Mỹ sau đó bắn hạ khinh khí cầu ngoài khơi bờ biển bang South Carolina. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng đây chỉ là một sự cố và đó là một khinh khí cầu dân sự, nghiên cứu thời tiết bị gió thổi lệch hướng bay vào Mỹ. Bắc Kinh chỉ trích Mỹ phản ứng thái quá và làm tổn hại quan hệ khi bắn hạ khinh khí cầu. Trung Quốc mới đây cũng từ chối yêu cầu điện đàm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin Lloyd. Các động thái của Mỹ làm ảnh hưởng nghiêm trọng và tổn hại đến những nỗ lực và tiến bộ của hai bên trong việc ổn định quan hệ chung Mỹ kể từ cuộc gặp ở Bali. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong tuyên bố hôm ngày 6 tháng 2. Công khai tuyển dụng trên Facebook để lừa người qua Campuchia trái phép Đăng trên mạng xã hội Facebook thông tin tuyển dụng hấp dẫn với mức lương từ 900 USD trên một tháng đến 1.500 USD trên một tháng, không yêu cầu kinh nghiệm. Một người Việt Nam đã lôi kéo nhiều người xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Ngày mùng 7 tháng 2, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can đối với bà Hoàng Thị Điệp, sinh năm 1996, trú tại tổ 5, thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng để điều tra về hành vi môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép, điều 348 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo kết quả điều tra, khoảng cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2021, bị can điệp đã làm việc cho một công ty ở Campuchia. Tại đây, người quản lý tên là Anna đã đặt vấn đề với điệp về việc đăng bài tuyển người Việt Nam sang Campuchia làm việc trên máy tính để hướng dẫn khách hàng tham gia game bài online. Nếu điệp tuyển được người thì sẽ lấy số điện thoại của người quản lý hướng dẫn, chỉ đường cho người nhận việc xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Nếu mọi việc thành công, điệp sẽ được trả một khoản tiền công. Điệp bắt đầu công việc của mình bằng cách sử dụng Facebook cá nhân tên là Điệp Suri để đăng bài tuyển dụng nhân viên làm việc tại khu vực casino Mộc Bài với mức lương thử việc là 900 đô la Mỹ một tháng, tăng đến khi đạt mức 1.500 đô la Mỹ một tháng thì dừng lại, làm việc 12 tiếng một ngày, nghỉ một ngày trên một tháng. Điều kiện không cần chỉ tiêu, không yêu cầu ngoại ngữ, không cần có kinh nghiệm. Khi đã tuyển được những người lao động qua các nhóm chat, bị can điệp đã lấy số điện thoại của họ rồi cung cấp cho người quản lý của mình để người này trực tiếp trao đổi, hướng dẫn, sắp xếp cho người lao động đi đến tỉnh Tây Ninh để đi bộ qua đường rừng đến khu vực biên giới, vượt sông, xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định điệp đã môi giới cho 7 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia, nhưng trong đó chỉ có 3 người xuất cảnh trái phép thành công nên điệp chỉ được trả công 15 triệu đồng. Lực lượng công an xác định Điệp đã trở về địa phương từ trước Tết 2023. Trước cơ quan công an, Điệp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện tại, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra vụ việc. CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng bất ngờ tiết lộ thành công của ChatGPT là nhờ một người Việt Nam Mới đây trên trang Facebook cá nhân của mình, CEO của BKAV ông Nguyễn Tử Quảng đã tiết lộ một người Việt Nam có vai trò quyết định với thành công của ChatGPT. Theo CEO của BKAV, người Việt Nam này chính là Lê Viết Quốc, một trong bốn người đồng sáng lập ra Google Brain. Chính ông Lê Viết Quốc đã phát triển một thuật toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên và Google đã phát triển phiên bản này và cho ra thuật toán Transformer. Thuật toán này đã giúp OpenAI dựa vào đó để phát triển chatbot ChatGPT. Được biết, ông Lê Viết Quốc sinh năm 1982 tại Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi tốt nghiệp trường chuyên quốc học Huế, ông Quốc tiếp tục theo học tại Đại học Quốc gia Australia, Úc và sau đó làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Stanford, Mỹ về trí tuệ nhân tạo. Năm 2011, ông Quốc đồng sáng lập Google Brain cùng với cố vấn tiến sĩ Andrew Ng, nghiên cứu sinh Google Jeff Dean và nhà nghiên cứu tại Google Greg Corrado. Mục tiêu là khai phá về học sâu Deep Learning trên cơ sở khối lượng dữ liệu khổng lồ của Google. Nguyên văn bài đăng trên trang cá nhân của CEO BKAV như sau. Phát hiện bất ngờ, một người Việt Nam có vai trò quyết định với thành công của ChatGPT. Với nguyên tắc không ra bản chất, không tận gốc vấn đề và không quyết liệt, kết quả sẽ làng nhàng. Sau vài buổi báo cáo kỹ thuật của Cộng sự ngay chủ nhật, tôi tập trung 24 giờ liên tục, quyết liệt nghiên cứu cho ra bản chất đơn giản nhất của anh bạn ChatGPT đang nổi sóng khắp thế giới. Sau khi đã khám phá ra được bản chất sâu xa nhất của ChatGPT, sẽ chia sẻ trong các bài sau. Sau chuỗi mọi vấn đề, tôi phát hiện điều bất ngờ và cực kỳ thú vị. Người Việt Nam có vai trò quyết định với thành công của ChatGPT. Ngắn gọn như thế này. ChatGPT do công ty OpenAI phát triển dựa trên thuật toán có tên là Transformer. AI Model do đội Google Brain phát triển vào năm 2017. Đây cũng là công nghệ lõi giúp Google Dịch có chất lượng cao như hiện nay. Năm 2011, Google Brain được đồng sáng lập bởi 4 người, trong đó có bạn Lê Viết Quốc, người Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Năm 2014, Lê Viết Quốc phát triển thành công thuật toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên có tên là Sequence to Sequence. Điều thú vị, nhờ thuật toán này của Quốc, Google phát triển một phiên bản nâng cấp với tên gọi Transformer nói trên. Như vậy, Lê Quốc có vai trò quyết định với thành công của thế giới về xử lý ngôn ngữ tự nhiên nói chung và chat GPT nói riêng. Có tuyệt vời phải không các bạn? Hết trích dẫn. Động thái mới của Tesla sẵn sàng hy sinh lợi nhuận để hạ giá bán, dìm đối thủ tới chết. Tesla đang là hãng có lợi nhuận ròng bình quân trên mỗi chiếc xe điện bán ra cao nhất thị trường qua đó có nhiều dư địa để chèn ép người chơi mới ra khỏi cuộc đua. Theo hãng tin CNBC, công ty xe điện Rivian Automotive sẽ phải sa thải 6% lao động của mình để duy trì ngân sách cho cuộc chiến dìm giá được khơi mào bởi Tesla. Hãng Rivian đã có đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO rất thành công vào năm 2021 với 12 tỷ đô la Mỹ gọi vốn. Thế nhưng kể từ đó đến nay, doanh nghiệp này đã phải mất gần 90% giá trị vốn hóa, khiến ba lãnh đạo phải suy nghĩ lại về kế hoạch mở rộng trong bối cảnh cần có lợi nhuận. Tính đến cuối tháng 9 năm 2022, công ty này có khoảng 13,8 tỷ đô la Mỹ tiền mặt và lỗ đến 5 tỷ đô la Mỹ trong ba quý đầu năm trước. Vào tháng 12 năm 2022, Rivian cũng đã cho biết hãng không thể đạt mức sản lượng mục tiêu là 25.000 chiếc cho cả năm. Hiện công ty này có khoảng 14.000 lao động và đợt sa thải trên sẽ tương đương với khoảng 840 nhân viên bị đuổi việc. Hãng tin CNBC nhận định đây là bằng chứng mới nhất cho thấy cuộc chiến dìm giá của Tesla đang có tác động tiêu cực đến ngành xe điện. Đồng quan điểm, hãng tin Reuters đã nhận định Tesla đang dựa vào vị thế dẫn đầu thị trường xe điện cũng như nguồn lợi nhuận khổng lồ từ đó để dùng làm vũ khí tấn công xìm giá đối thủ. Theo Reuters, Tesla đang dẫn đầu thị trường về mức lợi nhuận bình quân trên mỗi chiếc xe điện bán ra. Số liệu quý 3 năm 2022 cho thấy, đế chế nhà Elon Musk kiếm được khoảng 15.653 đô la Mỹ lợi nhuận dòng bình quân trên mỗi chiếc xe được bán, cao gấp đôi so với Volkswagen, gấp khoảng 4 lần so với Toyota và 5 lần so với Ford. Chính điều này đã làm cho lợi thế cực lớn của Elon Musk khi quyết định dùng đòn dìm giá để đè bẹp những người chơi mới tham gia thị trường. Theo Reuters, động thái này đã ảnh hưởng mạnh đến chiến lược ưu tiên lợi nhuận hơn là mở rộng sản lượng cho các hãng như là GM, vốn đã thực hiện từ sau cuộc khủng hoảng năm 2008 và tăng cường trong đại dịch trên thị trường xe hơi. Để có thể hạ chi phí sản xuất xuống hơn nữa, Tesla đã đầu tư mạnh tay cho công nghệ sản xuất như áp dụng các khuôn đúc khung lớn thay cho việc sản xuất từng bộ phận nhỏ. Hãng cũng đã mua lại các nhà máy sản xuất quy cùng nhiều công ty cung ứng linh kiện khác trong chuỗi cung ứng, qua đó chuẩn hóa được chất lượng, thiết kế cho việc sản xuất số lượng lớn. Trên thực tế, chiến lược áp dụng lợi thế chi phí sản xuất để dìm giá không hề mới trong ngành xe hơi. Nhà sáng lập Henry Ford đã từng giảm giá mẫu Model T của mình vào đầu thế kỷ 20 khi cuộc cải tiến quy trình sản xuất của ông làm gia tăng được sản lượng. Trong thập niên 1980-1990, Toyota đã cắt giảm được chi phí nhờ vào quy trình sản xuất tinh gọn, đúng thời gian và địa điểm, Lean Production System. Nhờ đó tạo được mức giá cạnh tranh đối với các đối thủ Mỹ. Tuy nhiên, yếu điểm của quy trình sản xuất tinh gọn trên là rất dễ bị tổn thương khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang gặp sự cố. Bất chấp điều đó, hãng tin Reuters nhận định hiện Toyota đang phải thúc đẩy lại chiến lược này trước sức ép từ Tesla. Trước đó, trong năm 2022, cầu vượt cung trên thị trường xe điện đã thúc đẩy hàng loạt hãng xe tham gia thị trường, trong khi nhiều mẫu xe tăng giá vì cầu quá lớn. Ví dụ như Ford đã phải tăng giá bán xe bán tải điện F-150 của mình thêm 40% trong năm qua. Liệu VinFast có đi theo con đường giảm giá này hay không? Theo Reuters, năm 2023 sẽ là năm được ăn cả ngã về không của ngành xe điện khi hàng loạt các hãng xe tham nhập vào thị trường, chấp nhận đốt lợi nhuận để mở rộng thị phần. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến cho cung dần vượt cầu và đây là lúc người tiêu dùng sẽ phải lựa chọn thương hiệu nào sẽ sống sót. Trả lời hãng tin của Reuters, chuyên gia Warren Brown của ngành xe điện dự đoán nhu cầu thị trường Bắc Mỹ sẽ đạt 2,8 triệu chiếc trên một năm, tính đến năm 2026. Tuy nhiên, tại thời điểm này, sản lượng của các nhà máy ô tô điện ở Bắc Mỹ đã lên tới khoảng 4,5 triệu chiếc trên một năm. Tại Trung Quốc, việc chính phủ chấm dứt các khoản hỗ trợ ngành xe điện sẽ nhanh chóng khiến nhiều doanh nghiệp trong ngành lao vào cuộc chiến dìm giá với Tesla khi Elon Musk đã giảm giá tới hai lần tại đây trong năm 2022. Tesla đã lựa chọn đòn đánh mạnh tay, lấy thịt đè người để bắt nạt người chơi mới, qua đó đẩy những doanh nghiệp có mức lợi nhuận biên kém ra khỏi thị trường xe điện. Miếng bánh thị trường khá lớn nhưng cũng có quá đông người tham gia, bởi vậy càng ít người chơi thì kẻ thắng mới có cơ hội tăng lợi nhuận, chuyên gia Bill Russell của hãng tư vấn Automobility tại Thượng Hải đã nhận định. Thương hiệu hãng xe điện XPeng tại Trung Quốc từng hưởng lợi vì mức giá quá cao của Tesla thì nay cũng đã phải giảm giá để giữ chân khách hàng. Thế nhưng tình hình tài chính của công ty này thì không được ổn. Báo cáo tài chính cho thấy lợi nhuận dòng trên bình quân mỗi chiếc xe bán ra vào quý 3 năm 2022 của Xpeng chỉ vào khoảng 4.565 Mỹ trên một chiếc, còn tính lợi nhuận thuần net profit thì hãng này lỗ tới 11.375 Mỹ cho mỗi sản phẩm được bán ra. Chúng tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ tiếp cận sản phẩm của công ty khi hãng đã hạ giá, thông cáo của Xpeng ghi rõ. Tương tự VinFast của Việt Nam cũng cho biết sẽ sử dụng chiến lược giá để đấu lại Tesla. Trái ngược lại, hãng xe điện hàng đầu Trung Quốc là BYD đã tuyên bố nâng giá sản phẩm kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 sau khi nước này đã chấm dứt những ưu đãi dành cho ngành ô tô điện. Mặc dù BYD chưa có động thái gì đáp trả đòn dìm giá của Tesla, nhưng với mức lợi nhuận dòng 5.456 đô la Mỹ trên một chiếc xe bán ra, công ty này chắc chắn sẽ còn nhiều dư địa để tham chiến hơn cả Volkswagen, GM hay là Toyota. Kính chào quý khách của văn phòng Angela. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến các bạn các dịch vụ của văn phòng công ty chúng tôi là DMV, sang tên xe, bảo hiểm, dịch thuật, các dịch vụ pháp lý và đầu tư với phương châm phục vụ uy tín tận tâm và giá cả phải gian chúng tôi cam kết rằng dịch vụ của chúng tôi sẽ đem lại sự thỏa mãn cho quý khách cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của văn phòng angele gửi gấm qua từng thế hệ cùng dầu dỗ xanh con ó Island Food 3016218140 3016218140 bản tin thời sự 360 cập nhật liên tục vào 3 giờ chiều miền tây 6 giờ chiều miền đông hoa kỳ và 6 giờ sáng tại việt nam hãy nhớ rằng quý vị là lý do để chúng tôi có mặt tại đây để đưa những bản tin nóng nhất hãy bấm theo dõi kênh để được những thông báo thông tin mới nhất xin chào và hẹn gặp lại